Nếu như là người có máu đam mê tốc độ và muốn chinh phục những cung đường đầy mạo hiểm, thì có lẽ dòng game đua xe sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Hơn cả, thể loại game này còn cho bạn sở hữu những siêu xe đắt giá, mà có lẽ ngoài đời hiếm khi bạn được tận mắt ngắm nhìn chúng, cũng như thoải mái đạp ga max speed mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn cả, với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp game, đã mang đến nhiều tựa game chất lượng với đồ họa đỉnh cao, và mỗi game đua xe lại mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt. Vì thế, nếu là game thủ và có máu tốc độ trong mình, thì video này sẽ mang đến nhiều tựa game đua xe mới siêu đỉnh, tha hồ cho bạn thỏa mãn niềm đam mê với những siêu xe. Rush Rally phần 3. Bên cạnh sự thành công của những phần chơi trước, và đi kèm theo đó là doanh thu không hề nhỏ, đã thúc giục nhà phát triển ra mắt phần thứ 3 của Sir Game Rush Rally trên di động. Theo đó lần này, những yếu tố trên đường đua đã được khắc họa rõ ràng hơn, và sự ảnh hưởng của thời tiết cũng được tận dụng tối đa, nhằm tạo nên độ khó nhất định cho tựa game này. Khi bạn phải đối diện với nhiều dạng địa hình môi trường khác nhau, sẽ khiến chiếc xe của người chơi có thể mất kiểm soát bất cứ khi nào. Và nếu như bạn cảm thấy không hài lòng về sự nghèo nàn phương tiện trong những phần chơi trước, thì lần này game mang đến đủ loại xe đường trường, đi cùng khả năng thay đổi nâng cấp tùy chỉnh theo ý mình. Sau cùng với mức giá 100.000 đồng, thì có lẽ không ít người chơi cảm thấy chuồn tay, nhưng tỏ ra xứng đáng cho những gì nhàm game đầu tư, và hứa hẹn là một trong số game racing hay nhất 2019 trên di động. Sport Racing. Gia nhập vào game, bạn sẽ được tham gia hàng chục sự kiện đua xe và giành chiến thắng để mở khóa trang bị, cũng như tận hưởng cảm giác tốc độ trên đường đua khốc liệt. Với nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành giấc mơ cho hành tinh đua thật sự, với số lượng xe đua lên tới 20 chiếc xe huyền thoại, game thủ sẽ thoải mái tùy chỉnh nâng cấp xe đua độc đáo của riêng mình. Bên cạnh đó, game không ngừng đặt ra cho người chơi thử thách hấp dẫn. Cụ thể, bản đồ trong game mô phỏng từ trường đua thực tế, bao gồm vô vàn điều kiện thời tiết như ngày đêm mưa thêm vào tinh tế. Mặc dù vậy, bạn không chỉ được trải nghiệm phần chơi single player mà còn có thể khiêu chiến 1v1 với những tay đua trên toàn thế giới, trong một nền đồ họa 3D hiện đại mang đến khung cảnh chi tiết sắc nét, kèm theo đó là công nghệ mô phỏng thực tế, khiến cho game trở nên vô cùng đáng trải nghiệm. Grid Autosport Multiplayer. Sau nhiều năm làm mưa làm gió trên nhiều hệ máy khác nhau, thì nền tảng di động là chỗ dừng chân tiếp theo của tựa game này. Điều thú vị là Codemasters đã giới thiệu tựa game này sẽ bao gồm mọi thứ mà phiên bản PC console có, đi kèm việc xây dựng với nền tảng đồ họa 3D tân tiến, đã khiến cho nó sở hữu cấu hình phải nói là vô cùng bá đạo. Cộng thêm việc xoay quanh những mô hình đình đám được chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết, là rào cản lớn nhất nếu bạn chỉ sở hữu một điện thoại tầm trung. Về lối chơi, game vẫn giữ nguyên phong cách của game đua xe truyền thống. Bạn có thể lựa chọn với hàng chục mẫu siêu xe khác nhau và đến với hơn 100 trường đua thiết kế vô cùng cầu kỳ. Và trong năm 2019 này, game tiếp tục bổ sung và update với nhiều nội dung ấn tượng, bao gồm việc thêm vào chế độ multiplayer. Và thay vì xoay quanh những mạng chơi offline như trước đây, thì bây giờ bạn sẽ được đối đầu với những người chơi giống mình từ khắp nơi trên thế giới. Rebel Racing. Mặc dù là một tựa game offline, thế nhưng tựa game này sở hữu nền đồ họa phải nói vô cùng rõ nét, đi kèm hệ thống điều khiển mượt mà và lối chơi gây nghiện, sẽ đủ sức lôi cuốn bất kỳ game thủ nào có máu đam mê tốc độ trên nền tảng di động. Một khi đã bước chân vào thế giới của tựa game này, bạn sẽ dễ dàng bị cám dỗ bởi những gì nó mang đến, từ những trường đua nghẹt thở để giành tấm vé đầu tiên về đích, hay là dàn siêu xe bao gồm những xe hộp nổi tiếng nhất hiện nay, và cũng bao gồm việc nâng cấp trang bị những phụ kiện tốt nhất. Khởi đầu game, tất nhiên bạn sẽ chỉ sở một chiếc xe cùi bắp và dần dần hoàn thành những cuộc đua với hàng loạt siêu xe hoành tráng hàng đầu thế giới. Sau mỗi chặng đua, nếu vị trí càng cao, thì người chơi sẽ nhận được một số tiền cũng như vật phẩm giúp mua xe khủng hơn và nâng cấp phát triển chúng.
Sky X Rip Racing phần 2. Nổi bật với những màn rip mạnh mẽ vô cùng chân thật, đây cũng được đánh giá là một trong những game đua xe nhấn mạnh về yếu tố rip hay nhất hiện nay, và chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đỉnh cao khi được điều khiển vô vàn siêu xe thể thao chất lượng và thực hiện những pha lết bánh với khói bụi mịt mờ khắp nơi. Thực tế, bản đầu tiên của nó đã đạt 30 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Thậm chí, nhà phát hành còn đưa ra cảnh báo rằng tựa game này hoàn toàn có thể gây nghiện, nên người chơi cần phải lưu ý. Bạn nên nghỉ ngơi và chỉ được chơi tối đa 40 phút tựa game này. Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng với một tựa game tốc độ với đồ họa tuyệt đỉnh, đi kèm hệ thống tinh chỉnh động cơ âm thanh chân thật, thì có lẽ chúng ta sẽ phần nào cảm thấy điều đó cũng hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, game đã có mặt trên cả hai nền tảng và hoàn toàn miễn phí cho bạn tải về trải nghiệm. Husk Wheel Infinite Loose không phải là một thương hiệu game đua xe quá đình đám, thế nhưng những gì mà tựa game này mang lại thì quá ấn tượng. Theo đó, bạn sẽ có cơ hội kiểm tra giới hạn của bản thân với những trường đua chuyên nghiệp trải dài qua nhiều bối cảnh. Và thay vì chỉ dùng xe để thi thố, thì bạn còn được trang bị những phi thuyền bay thật sự, với động cơ bố trí đằng sau có thể tăng tốc mạnh mẽ bất cứ khi nào. Điểm mạnh của game chính là hệ thống sự kiện đa dạng và cơ chế điều khiển mượt mà trên thiết bị di động cầm tay. Và tương tự những game đua xe khác, game thủ có thể dùng Nitro để tăng tốc xe, và trong một số màn chơi bạn còn có thể thu lượm thêm thời gian, giúp việc hoàn thành cuộc đua trở nên đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, thật đáng tiếc nếu không nhắc đến đồ họa 3D của nó, khi mọi thứ được tái hiện chân thật tỉ mỉ, cùng âm thanh tuyệt vời phản rõ mức độ xa gần của người chơi với đối thủ. Bitbucky Racing 2 là hậu bản tiếp theo của tựa game đua xe huyền thoại đến từ Factor Unit. Thế nên lần này game đi kèm nhiều cải tiến về mặt đồ họa tay đua và mang đến nhiều loại xe và kỹ năng đặc biệt cũng như chế độ chơi mới. Và nếu là tín đồ của dòng game đua xe thú, thì có lẽ bạn đã phần nào nắm được lối chơi cần biết của tựa game này. Ngoài khả năng lèo lái và bẻ cua, game thủ còn nhận được sự giúp đỡ từ những sức mạnh và vũ khí thả ngẫu nhiên. Mục tiêu thì tất nhiên là hoàn thành vòng chơi đầu tiên, trong khi ngăn cản đối thủ bằng những cạm bẫy vô tình có trên đường đua. Có thể khẳng định lần này game được phát triển mượt mà. Đường đua thì rộng lớn giúp người chơi có nhiều khoảng trống và tha hồ đánh võng mà không lo bị văng khỏi đường. Vì thế, với một tựa game miễn phí như thế này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều niềm vui trong Bitbucky Racing 2. Formula E God Racing. Nếu là fan hâm mộ của F1 thì tựa game này sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn. Game được đánh giá rất cao về mặt đồ họa, với những chi tiết khắc họa kỹ lưỡng trên từng chiếc F1, hay thậm chí là trên mọi góc nhìn của tay đua. Dĩ nhiên, nếu nói về một tựa game đua xe có đáng chơi, thì những gì gameplay mang lại chỉ là mấu chốt của sự thành công. Thậm chí yếu tố này có tính quan trọng ngang ngửa với đồ họa, và đối với tựa game này đã làm rất tốt việc đó. Game mang đến những tùy chọn để cá nhân hóa gameplay theo ý mình. Bạn có thể tùy biến vẻ ngoài của chiếc xe, đồng thời nâng cấp động cơ, tỷ số chuyển động và nhiều hơn thế. Vì thế, với những vòng đua hấp dẫn nhất trên hành tinh sẽ được tái hiện trên di động của bạn với trải nghiệm gameplay chất lượng, và hứa hẹn mang đến cho game thủ trải nghiệm tốc độ cao với những khúc cua cho bạn thiện kỹ năng cá nhân. Ray Kings. Theo đó, đây là tựa game đua xe tốc độ mới nhất đến từ Husk Game, sẽ mang game thủ lần đua trực tiếp với các đối thủ, với gameplay thời gian thực và cạnh tranh ngôi vị quán quân. Vì thế, một trong hai tay đua tham gia chỉ có một người chiến thắng. Bạn sẽ thực hiện những cú rip nghệ thuật qua những khúc cua, hai tiếng lốp mài ken két cho mặt đường chảy nhựa. Trong khi đó, đối thủ bám đuôi bạn một cách xích sao và chỉ cách nhau một vài găng tay khi chặng đua kết thúc. Chắc chắn tựa game này sẽ nâng tầm khả năng điều khiển của bạn cao hơn khi mà nhịp độ một cuộc đua đều dữ dội. Người chiến thắng sẽ có tất cả và kẻ thua cuộc sẽ nhận về đắng cay. Tất nhiên, mọi thứ trong game được diễn ra trong thời gian thật và người chơi sẽ được bố trí với những đối thủ phù hợp với kỹ năng của mình. Và cho dù bạn là người chơi mới hay tay đua kỳ cựu, đều sẽ được xếp cặp phù hợp với trình độ phát triển trong game.
Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu vào những câu hỏi liên quan tại fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy thích video này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.